Loại mực mà nghiên cứu sinh Woo Hee-jin sử dụng để vẽ con bướm bằng này không phải mực thông thường, mà là một loại mực xăm điện tử. Loại mực xăm này được làm từ kim loại lỏng và ống nano carbon, có thể giúp theo dõi nhịp tim và các dấu hiệu sức khỏe quan trọng khác. Công nghệ này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc hy vọng rằng một ngày nào đó công nghệ này có thể cung cấp một phương pháp theo dõi sức khỏe có tính cá nhân hóa cao. Với công nghệ này, chúng tôi có thể đo nhiều loại tín hiệu khác nhau của cơ thể. Ví dụ, chúng tôi có thể đo điện tâm đồ hoặc phân tích mồ hôi nhờ các cảm biến. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó như chất liệu làm nóng cho mục đích vật lý trị liệu. Để tạo ra mực xăm điện tử, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các hạt kim loại lỏng gốc kali. Đây cũng là kim loại được sử dụng trong chất bán dẫn hoặc trong nhiệt kế như một chất thay thế không độc hại cho thủy ngân. Các ống nano carbon được bọc bằng lớp bạch kim giúp dẫn điện, đồng thời tăng độ bền. So với các thiết bị trước đây, hình xăm điện tử giống như một loại miếng dán vậy. Vì vậy, nó thoải mái hơn nhiều cho người dùng. Ngoài ra, khi muốn loại bỏ nó, ta chỉ cần dùng xà phòng rửa sạch là được. Một ưu điểm khác là người dùng có thể thiết kế thiết bị của riêng họ, tùy chỉnh theo ý thích. Tuy nhiên, công nghệ hiện tại bị hạn chế bởi việc thu thập dữ liệu. Các nhà khoa học hy vọng trong tương lai có thể kết nối chip không dây được tích hợp loại mực này để có thể trao đổi tín hiệu cơ thể với một thiết bị bên ngoài.